Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào những thông tin ấy, thì tôi muốn chia sẻ lại cái uh, cuộc bỏ phiếu này Tại vì chúng ta đã có những cái thông tin mới hơn Thì những bạn mới mà đã bỏ phiếu các bạn thấy được là bây giờ thì tình trạng cũng như là ngày hôm qua Khi mà Thuận chia sẻ với các bạn đó là giá Bitcoin từ 20.000 cho đến 42.000 Thì các bạn đã chốt lời phần nào hay là chưa Trong cái thời gian mà tăng trưởng thì các bạn thấy được là có thêm bạn đã bỏ phiếu Nhưng mà tình hình thì cũng tương tự ngày hôm qua Các bạn thấy là 175 bạn, tương nhiên là gần như 70% của các bạn đã nói là hodl đồ cho như là chưa bán đồng nào hết vẫn tin tưởng là Bitcoin sẽ lên và tiếp tục lên qua khỏi 42.000 đô này các bạn thấy được là 38%, 15 bạn thì đã bán một phần và các bạn thấy được là 40%, 15,81 bạn thì nói là đã bán hết đây là cái tài liệu mới nhất mà Thường muốn chia sẻ với các bạn và Thường sẽ không chia sẻ thêm nữa tại vì Thường nghĩ là cái cuộc bỏ phiếu này cũng đã hai ngày rồi uh, những bạn nào muốn bỏ phiếu thì cũng đã bỏ phiếu rồi đây là cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ để các bạn có một cách nhìn chung về cộng đồng Thùng Capital đồ, hiện bị đang nghĩ gì. Và chúng ta nhìn vào cái cuộc bỏ phiếu à, khác mà Thùng đã chia sẻ với các bạn đó. Đây là cuộc bỏ phiếu là cái dùng hỗ trợ 30.000 đô có tiếp tục được bảo vệ hay là không. Thì các bạn thấy được là 287 bạn đã bỏ phiếu và trong đó 169 bạn có nghĩa là gần như 59% nói là sẽ hỗ trợ được. Còn là 118 bạn thì là nói là không có hỗ trợ được nghĩa là 41% phần lớn bây giờ nhiều người vẫn nghĩ là sẽ được hỗ trợ ở cái mức 30.000 đô và đến ngày hôm nay các bạn thấy được đây vẫn là cái sự thật 30.000 đô vẫn là một dùng hỗ trợ rất là chắc chắn trong cái thời gian này đương nhiên các bạn thấy được là mọi thứ có thể thay đổi rất là nhanh chóng chúng ta bây giờ có mức là 33.934.000 thì nhiều bạn rất lạc quan bởi vì thông minh nói với các bạn là thị trường này đó các bạn thay đổi cái suy nghĩ rất là nhanh chóng và thị trường này các bạn cảm xúc rất là mạnh mỗi lần mà bitcoin có cái sự hồi phục tăng trưởng thì mọi người bây giờ sẽ nói là bitcoin sẽ lên tới 50.000 đô rất là nhanh chóng và ngược lại khi mà bitcoin giảm xuống còn 31.000 30.000 thì mọi người sẽ nói là bitcoin sẽ đi về cái mức là 20.000 đô rất là nhanh chóng cho nên các bạn thấy được là thị trường này đó các bạn có suy nghĩ thay đổi rất là nhanh chóng và các bạn thường suy nghĩ là một là rất tích cực còn hai là vô cùng tiêu cực mà thay đổi rất lạ cho nói trong thời gian một ngày có thể thay đổi hai ba lần và chúng ta hôm nay thì lại thấy là ít bạn hơn nói là bitcoin kết thúc mùa tăng trưởng bây giờ lại nhiều bạn hơn nói là bitcoin sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng mà tình hình có đi thay đổi rất lạ chúng ta bây giờ chỉ có thể là đi từng bước mà thôi về cái tình hình mà đồng dogecoin được pump mạnh như vậy đó thì có thể nhiều bạn nghĩ là người ta nạp đồng ổn định để mà mua dogecoin tại vì sao tại vì người ta muốn tham gia cái phong trào để mà pump cái đồng đó được nói tới ở trên twitter nhưng mà các bạn thấy được đây cũng không phải là một điều xấu tại vì khi mà người ta có lời khi mà người ta lưu trữ đồng dogecoin thì khi mà họ bán chút lời thì các bạn nghĩ là họ có lấy hết tiền đó về ví của mình hay không Tôi không nghĩ gì, tôi nghĩ là sẽ có một phần cái số tiền đó Nếu không là một phần rất lớn là sẽ đẩy vào những đồng như là Bitcoin và Ethereum Tại vì không ai muốn lưu trữ Dogecoin dài hạn hết Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác ngày hôm nay mà Thuận cảm thấy rất thú vị mà các bạn cũng cần phải hiểu thêm Và ngày hôm nay cũng có một số những cái thông tin tốt mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Trong đó chúng ta có thông tin đến từ công ty Rayscale Công ty Rayscale này như bạn cũng đã biết là một công ty đầu tư vào trong thị trường crypto này Sau đó họ bỏ những cái crypto đó trong quỹ đầu tư và bán cổ phần cho những người mà muốn đầu tư vào công ty Rayscale này Và hôm nay thì công ty này đã đưa ra những cái tài liệu là họ đã đăng ký để có thể đầu tư thêm 5 đồng Trong đó là 5 đồng nào mình thấy được là 5 đồng chính là đầu tiên là đồng AV Kế tiếp là đồng Cosmo Kế tiếp là đồng Polkadot Monero và cuối cùng là Cardano Thì những cái sự lựa chọn này cũng rất là thú vị Tại vì các bạn nên thấy được là trong một số đồng này AV, Cosmo, Polkadot, Cardano Thì các bạn có thể hiểu được là tại sao Nhưng mà Monero là một đồng mà rất thú vị Tại vì sao? Tại vì đây là một đồng chuyên về ẩn danh Và đồng này là một đồng mà bây giờ rất nhiều quốc gia không thích Thì đối với là một công ty và đầu tư và là Monero là một cái sự nguy hiểm rất lớn Nhưng mà các bạn nên biết đây chỉ là họ đăng ký mà thôi công ty Rayscale họ vẫn chưa có quyết định là có đầu tư hay không và đương nhiên nếu như mà công ty Rayscale có quyết định là sẽ đầu tư vào những đồng này thì hàng quý sẽ có một nguồn tiền ấn định để vào những đồng này cho nên đây là một điều mà cũng rất tốt nhưng mà nào mà yêu thích những đồng này đó cũng thể là lý do tại sao một số đồng các bạn thấy được là có sự tăng trưởng ngày hôm nay còn lại trước đây đó các bạn thấy được là ngày 22 tây cái đây không lâu thì công ty Rayscale cũng đưa ra một cái thông báo là họ cũng đã đăng ký thêm một số những quỹ đầu tư trong đó các bạn thấy được là có Chainlink Uh, có basic attention token decentraland lipir và Tezos. các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có nhận được cái thông tin chính thức là công ty rayscale có quyết định đầu tư vào những năm này hay là không thì đừng nghĩ là phải tốn uh, một chút thời gian để làm gì để cho họ có thể là có được một cái số lượng khách hàng cần thiết và đưa ra một chiến lược để cho họ bán những cái cổ phần này nhưng mà bây giờ các bạn cũng đã biết là họ đã có sẵn rất là nhiều những quỹ đầu tư và khi nào mà họ cảm thấy nó thích hợp đó, thì các bạn thấy là cái số tiền sẽ đổ vào những đồng này đây là cái tài liệu liên quan tới Rescale mà thường muốn chia sẻ với các bạn kế tiếp thì một thông tin khác cũng rất là lớn đó chính là cái công ty Coinbase sàn Coinbase là một sàn mà đã có mặt rất là lâu rồi có mặt là từ năm 2012 tại Hoa Kỳ thì công ty Coinbase này cuối cùng chúng ta có thể thấy là đã ra thông báo chính thức là họ sẽ IPO trong thời gian tới đây IPO nghĩa là bán cổ phiếu lần đầu thì chúng ta thấy được công ty Coinbase này sẽ là cái công ty lớn nhất và đầu tiên trong thị trường crypto này là một sàn giao dịch mà có thể lên được sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các bạn thấy được là cái sự chấp nhận của thị trường crypto lại tăng lên một bậc. Cái sự tin tưởng này tăng lên một bậc tại vì những công ty crypto bây giờ đã không phải những công ty chợ đen nữa mà là những công ty mà có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Và... Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái tài liệu này Tại vì tôi nghĩ đây không phải là cái công ty duy nhất Mà muốn lên sàn giao dịch của chứng khoán Hoa Kỳ Các bạn còn có Binance US Các bạn còn có Gemini Các bạn còn có rất nhiều những cái công ty khác Mà càng nhiều công ty lên sàn giao dịch đó, Thì các bạn thấy được là càng nhiều người Đầu tư vào công ty này Thì các bạn thấy là cái sự chấp nhận Và cái sự hình thành thị trường này Nó sẽ tiến bộ nhiều hơn Và từ từ các bạn thấy được là không thể chối bỏ được Là crypto đã thực sự trở thành Một phần của thị trường tài chính rồi chúng ta bây giờ hãy đi vào một thông tin kế tiếp mà thường muốn chia sẻ với các bạn thông tin này là thông tin liên quan tới Ray Dalio à, thường biết rất nhiều bạn à, thích Ray Dalio Ray Dalio là một cái người đầu tư rất nổi tiếng và thường cũng rất thích Ray Dalio và ông ta chủ yếu là chia sẻ một cái bài viết và trong cái bài viết này đó là đứng chính lại cái sự suy nghĩ của ông ta liên quan tới Bitcoin tại vì trước đây đó Ray Dalio có một số những cái lời phát biểu giống như là không hiểu lắm về Bitcoin cho nên phát biểu không được đúng Nhưng mà Redalio bây giờ đã chia sẻ trở lại là Redalio thì nghĩ là Bitcoin có thể có khả năng trở thành một cái loại tài sản lưu trữ giá trị Chỉ có là bây giờ cái vấn đề lớn nhất đối với Redalio đó là hai vấn đề là Vấn đề đầu tiên đó chính là vấn đề liên quan tới pháp lý cho đến khi nào mà pháp lý rõ ràng hơn thì Redalio mới nghĩ là Bitcoin là một trong những cái sự lựa chọn Tại vì công ty đầu tư Bridgewater của Redalio đây Thì lúc nào cũng đi tìm kiếm những loại tài sản khác Để có thể lưu trữ được giá trị Nhưng mà bây giờ vấn đề lớn nhất Vẫn là vấn đề liên quan đến pháp lý Redalio vẫn tiếp tục giữ cái vị trí của mình Đó chính là pháp lý sẽ có Chỉ không biết là khi nào Và pháp lý đó sẽ như thế nào mà thôi Cho nên chưa có pháp lý Thì đây vẫn là một cái thị trường rất nguy hiểm Và thứ nhì nữa Đó chính là liên quan đến là Bitcoin quá mới so với lệ vàng thì vàng có cái giá trị lịch sử lâu năm hơn thì đối với Ray Dalio thì Bitcoin còn quá mới nhưng mà ông ta không phủ nhận là Bitcoin giống như là vàng vậy đó và có khả năng trở thành một cái loại tài sản lưu trữ giá trị lâu dài như là vàng điện tử và đương nhiên một trong những điều khác nữa Ray Dalio nói là lưu trữ Bitcoin thì khá phức tạp và sợ những cái vấn đề như là bị hack vân vân nhưng mà ít ra thì Ray Dalio hầu như cũng đã thay đổi từ từ đi vào có xu hướng là yêu thích thị trường này không giống như là các bạn thấy là cái t vài tháng thì Dalio không có suy nghĩ tốt về thị trường bitcoin này chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin kế tiếp liên quan tới mark cuban thì thật ra mà nói là cái sự suy nghĩ của mark cuban về thị trường crypto này cũng không có thay đổi nhiều nhất là liên quan tới bitcoin mark cuban vẫn nghĩ là bitcoin giao dịch cũng giống như là những cái sự kiện xảy ra vào cái bong bóng dot com trước đây nhưng mà Mark Cuban quan tâm đến hơn là một trong những đồng mà thường nghĩ là nếu các bạn lưu trữ đồng Ethereum thì các bạn cũng sẽ rất cơ hứng thú tại vì tuy là Mark Cuban không có suy nghĩ tích cực về Bitcoin nói là Bitcoin có thể là sau này trở thành một cái gì đó có thể là không tại vì bây giờ có quá nhiều cái giao thức cạnh tranh đồng như Bitcoin nhưng mà về Ethereum đó thì Mark Cuban lại cảm thấy là khác hoàn toàn đối với Ethereum đó thì Mark Cuban nói Ethereum đó chính là cái nền tảng dưỡng chắc bây giờ cho thị trường DeFi và đối với lại Mark Cuban thì đang trông chờ những gì mà Ethereum 2.0 có thể làm được và Mark Cuban rất là quan tâm đến DeFi cũng như là NFT nghĩa là non fungible token Tuy như đây là những cái token à, các bạn có thể là gây dựng những cái đồ sưu tầm sử dụng những cái token này nó không giống như là những cái token bình thường tại vì những token bình thường đó thì một đồng bitcoin này với là một đồng bitcoin khác là giống nhau nghĩa là fungible nhưng mà cái loại mà NFT đó mà chúng ta thường hay nói tới đó nên fungible token đây là những cái loại token mà mỗi token đều khác nhau mặc dù nằm trên một mạng lưới tại vì sao tại vì đây là những cái loại token dùng để mà gây dựng những cái tài sản lưu niệm đây là thông tin liên quan đến Mark Cuban à, kế tiếp là một thông tin mà nhiều bạn hỏi thường liên quan tới Cardano tại sao mà Cardano bây giờ lên nhiều sàn và ngay cả các bạn thấy mới đây đó là công ty Rayscale cũng đã đăng ký để có thể là đầu tư vào Cardano nếu như mà muốn thì tại sao bây giờ Cardano vẫn chưa lên cho sàn Coinbase một sàn lớn như vậy ở Hoa Kỳ thì có thể nhiều bạn không biết sàn Coinbase trước đây và bây giờ cũng vậy là một sàn mà có sự kết nối rất bậc thiết đối với Ethereum và trước đây để sàn Coinbase thực ra mà nói là họ rất là muốn thấy cái sự tiến triển và thành công của Ethereum cho nên lúc nào sàn Coinbase cũng có một cái sự thiên vị liên quan tới Ethereum hết các bạn cứ thấy đi sàn Coinbase từ trước tới bây giờ đó khi mà chúng ta nói tới những cái token nào mà trên mạng lưới Ethereum đều có cơ hội được lên trên sàn Coinbase rất là nhanh chóng thậm chí những đồng nhỏ như là Uniswap vừa mới ra thôi đã đã được lên trên sàn Coinbase rồi cho nên về việc tại sao mà sàn Coinbase không có list đồng Cardano thì cũng tương tự như là tại sao mà sàn Coinbase không có list những cái nền tảng cạnh tranh với lại Ethereum đây là một trong những điều mà có thể nhiều bạn mới tham gia vào cho nên chưa hiểu sàn Coinbase là một sàn mà ủng hộ Ethereum tuyệt đối đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng đã nói tới trước đây. Cho nên nếu như muốn Cardano lên trên sàn Coinbase á, thì chỉ có khi nào mà mọi người đã quá quan tâm đến Cardano, những người Hoa Kỳ ai cũng muốn hết đến nỗi mà sàn Coinbase không list là không được thì lúc đó mới có mặt trên sàn mà thôi. Bây giờ thường thấy được là Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có rất nhiều người thực sự là hiểu về Cardano và gây sự âm ỉ liên quan tới tại sao mà Coinbase chưa có đồng ADA.